chào cô ạ. Ừ. Dạ em xin đại diện nhóm nhóm 3 Y16B trình bày bài băng huyết sau sinh. Cô là theo cái bài của tụi em thì chia ra làm 6 phần. Phần đầu tiên thì là định nghĩa và phân loại. Theo y bóng đã học được học thì băng huyết sau sinh đã được học cái bài năm tai biến sản khoa thì được biết là băng huyết sau sinh là một trong năm tai biến sản khoa thường gặp nhất và là nguyên nhân tử vong mẹ hàng đầu. Theo cái ghi nhận của Bộ Y tế năm 2015 thì trong cái sơ đồ đã thấy là băng huyết chiếm tới gần một nửa. Thì tất cả phụ nữ mang thai ngoài 20 tuần đều có nguy cơ mắc băng huyết sau sinh và các di chứng của nó. Biến chứng này thì thường xảy ra bất ngờ và hơn 2 phần 3 sản phụ không có yếu tố nguy cơ trước đó. Nên là do vậy cần phải có biện pháp phòng và điều trị tích cực. Theo định nghĩa của phác đồ Từ Dũ năm 2015 thì băng huyết sau sinh được định nghĩa là tình trạng mất trên 500 ml máu sau đường sinh âm đạo hoặc là mất trên 1.000 ml máu sau mổ lấy thai hoặc là có ảnh hưởng đến tổng trạng hoặc là trên công thức máu có hematocrit giảm trên 10% so với trước sinh. Phân loại thì chia làm hai loại là nguyên phát là băng huyết sau sinh sớm là thường xảy ra trong vòng 24 giờ đầu, thứ phát là băng huyết sau sinh muộn là xảy ra sau 24 giờ đến 12 tuần. Thì cái băng huyết sau sinh thứ phát thì nó chỉ chiếm từ 3 đến 5%, nên là trong bài này tụi em chỉ nhắc tới nguyên phát rồi. Về nguyên nhân thì nhớ theo là cái 4T, có bốn nguyên nhân là đờ tử cung thì chiếm là nguyên nhân hay gặp nhất, gặp từ 70 đến 80% trong tổng số nguyên nhân. Có thì trong cái đợt tử cung thì có các nhóm yếu tố nguy cơ chính, đó là do tử cung căng quá mức như là đa thai, đa ối, hay là bất thường thai như là con to, phù thai, như là bất thường cấu trúc tử cung trong cái u xơ tử cung hay là tử cung dị dạng. Cái yếu tố nguy cơ thứ hai đó là tử cung có bóp kém do chuyển dạ kéo dài hay là có sử dụng oxytocin kéo dài trong dục sinh hoặc là sau một cái cơn go cường tính. Trong ở những cái sản phụ mà sinh đẻ nhiều lần là gây cơ tử cung nhỏ hay là nhiễm trùng ối. Cái nguy cơ thứ ba đó là do cơn cơn co bị ức chế bởi các thuốc như là thuốc gây mê hay NSAID hay là thuốc cường giao cảm như nifedipine. Cái nguyên nhân thứ hai em muốn nhắc tới đó là bất thường về bong nhau hay sổ nhau thì thường gặp ở những sản phụ mà có tiền can phẫu thuật ở tử cung trước đó như là bóc nhân xơ tử cung hay là gặp trong những trường hợp là như nhau tiền đạo hay là nhau cài răng lược thì bình thường tử cung co hồi làm cho nhau thai bong và tống cái nhau ra ngoài. Thì trong trường hợp mà thai quá nông tháng dưới 24 tuần tuổi thì nhau thai bị giữ lại gây chảy máu. Cái nguyên nhân thường gặp thứ hai đó là chấn thương đường sinh dục, đặc biệt là vỡ tử cung. Thì có thể là gặp trong chấn thương tự nhiên hay là trong những cái sau những cái thủ thuật và thao tác ghép sinh gồm có rách âm đạo, âm hộ, tăng sinh môn, cổ tử cung hay là vỡ tử cung và tụ máu. Cái nguyên nhân mà hiếm gặp nhất đó là rối loạn đông máu thì chiếm 1%, thì thường có thể là gặp mắc thường là có thể tồn tại từ trước hoặc là do mắc phải tồn tại từ trước thì do bất thường chức năng tiểu cầu thì cái trường hợp này hiếm. Còn mắc phải thì hay gặp trong giảm tiểu cầu trong hậu chứng heo, nha bông nôn, gây đông máu động mạch lan tỏa do tiêu thụ nhiều fibrinogen, là thai lưu, thuyên tắc ối và nhiễm trùng ối. Về phần chẩn đoán là trên lâm sàng là chúng ta có thể gặp là chảy máu từ âm đạo, là chảy máu nhiều, có khi là chảy ồ ạt thành tia đỏ tươi hoặc là lẫn máu cục, nhiều khi là chảy máu rỉ rả liên tục làm cho nhân viên y tế không đánh giá được lượng máu mất nếu không đo được lượng máu sau đẻ thường quy và không theo dõi sát sau đẻ. Tử cung thì trong các trường hợp mà chảy máu từ tử cung thì thấy tử cung giãn to, tăng thể tích, mật độ mềm, xoắn nắng tử cung sẽ thấy máu đỏ tươi hoặc là lẫn máu cục, chảy nhiều ra ngoài âm đạo. Tình trạng toàn thân biểu hiện qua cái tình trạng thiếu máu cấp tính như là da xanh, niêm mạc nhợt, những trường hợp mắc máu nặng thì có biểu hiện sốc như mạch nhanh, huyết áp tụt, vã mồ hôi, tay chân lạnh, thiểu niệu, tinh thần hốt hoảng, lơ mơ, có khi là hôn mê. Tùy theo nguyên nhân mà sẽ có những các triệu chứng thực thể khác nhau và cái lượng máu được đem đo thì không phản ánh được toàn bộ lượng máu mà sản phụ mắc. Vì vậy là cần phải kết hợp để đánh giá và tổng trọng của sản phụ để mà xử trí. Thì theo mắc 2018 thì đến như là mà bốn bốn mức độ và triệu chứng thì triệu chứng mất máu
giai đoạn còn bù đó là mất 500 đến 1.000 ml, thì mất từ 10 đến 15% tổng lượng máu. Triệu chứng là mạch hơi nhanh, hồi hộp, chóng mặt, khi đó thì huyết áp tâm thương vẫn còn bình thường. Máu mất ở giai đoạn nhẹ đó là 1.000 đến 1.500 ml, thì chiếm từ 10 mất từ 15 tới 25% tổng lượng máu. Khi đó là triệu chứng là mạch nhanh, chi lạnh, đổ mồ hôi, khó chịu và huyết áp tâm thu giảm nhẹ. Giai đoạn trung bình là từ mắc từ 1.500 đến 2.000 ml, mắc từ 25 tới 35% tổng lượng máu. Thì khi đó là huyết áp tâm thu chỉ còn là 60 đến 80 mm thủy ngân. Về triệu chứng biểu hiện là bức rứt da niêm mạc thiểu niệu. Khi giai đoạn cuối cùng giai đoạn nặng đó là trên mắc trên 2.000 ml máu, thì mắc từ 35 tới 45% tổng lượng máu mất. Khi đó thì huyết áp tâm thu chỉ giảm chỉ còn là 40 đến 60 mm thủy ngân. Khi đó là trên lâm sàng là biểu hiện nặng nề bằng choáng nặng hay là vô niệu. Thì là thường trên lâm sàng là cái triệu chứng mà ta đánh giá được đầu tiên, xuất hiện đầu tiên đánh giá được đó là mạch, sau đó là đến huyết áp. Cận lâm sàng thì các xét nghiệm mà cần làm đó là số lượng hồng cầu, hemoglobin, hematocrit là để đánh giá tình trạng mất máu, hay là xét nghiệm tiểu cầu, fibrinogen, prothrombin để đánh giá tình trạng rối loạn đông máu, và xét nghiệm nhóm máu để truyền máu. Thì thường trên lâm sàng của ban huyết sau sinh thì đặt chẩn đoán là được dựa vào lâm sàng và đo lượng máu mất và đo lượng máu mất. Còn cái cận lâm sàng thì để mà sớm nhất, biểu hiện sớm nhất của máu mất là sự thay đổi cho HCT và hemoglobin, mà phản ánh chính xác được lượng máu mất thì cần phải là sau 6 giờ, nên là sẽ ảnh hưởng đến cái việc can thiệp và xử trí, nên là không dùng để chẩn đoán. Có những cái phương pháp mà đánh giá lượng máu mất như là quan sát bằng băng gạc, hoặc là bằng cái quan sát bằng mắt thì nó không được chính xác. Còn cái quan sát bằng đo đạc cụ thể thì trên lâm sàng là hay sử dụng cái túi nhựa hình chữ V có chia độ sẵn và căng băng gạc. Căng băng gạc thì căng các cái băng gạc có thấm máu, trừ đi cái căng nặng khi mà băng gạc còn khô, để tính chính xác cái lượng máu thấm vào, tính 1 gram tương đương với 1 ml máu. Thì để đánh giá cái lượng máu mất trên lâm sàng thì cần lưu ý những cái việc là một cục máu đông thì thể tích 1/2 thể tích máu cần để hình thành cái cục máu đông đó, và máu có thể đọng lại ở bên trong tử cung do cơ tử cung mất trương lực hoặc là vỡ tử cung, khiến máu chảy vào ổ bụng, thì ảnh hưởng tới cái việc đánh giá chính xác cái lượng máu mất trên lâm sàng. Và vì vậy là làm người chăm sóc thường đánh giá thấp hơn cái lượng máu mất, có thể là nhìn thấy được đến 50%. Về phần điều trị vì đau huyết sơ sinh là một tình trạng cấp cứu, là cần hồi sức tích cực, nên là cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ sản khoa, bác sĩ gây mê hồi sức, huyết học và nữ hồi sinh và người hiến máu, thì luôn luôn phải trong tâm thế là dự phòng hướng xử trí tiếp theo. Điều trị ban đầu đó là kết hợp giữa hồi sức tích cực, co hồi tử cung và đồng thời là tìm nguyên nhân. Khi đó thì phải khi mà có dấu hiệu mà ban huyết sau sinh trên lâm sàng thì phải huy động tất cả mọi người để cấp cứu và thiết lập ít nhất là 2 đường truyền tĩnh mạch catheter lớn cho dịch chảy với tốc độ nhanh, đánh giá tình trạng mất máu và thể trạng chung của sản phụ qua các dấu hiệu sinh tồn. Nếu mà nghi ngờ có choáng hoặc là bắt đầu có choáng là phải xử trí theo phác đồ xử trí choáng, đặt sông tiểu, xoa đáy tử cung và dùng thuốc co hồi tử cung. Những cái thuốc mà co hồi tử cung là oxytocin, 5 đơn vị, 4 ống pha 500 ml dịch tinh thể, tối đa là sử dụng là 80 đơn vị. Methylenedromethrin thì một ống tiêm bắp hoặc là tiêm vào cơ tử cung, tối đa là 5 liều, không sử dụng cho những sản phụ có tiền căn cao huyết áp hay là chứng renal. Tiếp theo đó là carbetocin, 100 microgram một ống tĩnh mạch chậm, chỉ một liều duy nhất, khuyến cáo trong sử dụng dự phòng trong những trường hợp nguy cơ cao và ban huyết sơ sinh. Và dùng prostaglandin M1 đạt 800 microgram đạt hậu môn một lần duy nhất, có thể dùng cho những người cao huyết áp hay là hăng suyễn. Theo dõi nhiệt độ sản phụ vì có thể sốt trên 40 độ và lạnh run, sử dụng phối hợp với thuốc gò tử cung đường tim, không sử dụng dư thừa thuốc gò duy nhất để điều trị ban huyết sau sinh. Tiếp theo đó là tìm nguyên nhân và xử trí theo từng nguyên nhân. Thuốc co hồi tử cung là em nói ở trên rồi, thì cái bản này là tổng
tổng hợp ở quả ACOP 2017 thì về liều lượng và thời gian sử dụng thì các bạn có thể nhìn vào trong bảng. Còn cái chống chỉ định của oxytocin đó là thường là hiếm, thì hiếm gặp, chỉ là chống chỉ định với những cái sản phụ mà quá mẫn cảm với thuốc, tác dụng phụ thì không thường gặp. Nếu mà thường gặp thì nếu mà gặp thì chỉ là nôn mửa, hạ natri với liều kéo dài, hạ huyết áp do sử dụng mà đường tĩnh mạch, nên là đường tĩnh mạch thì không được khuyến cáo. Cái thuốc methyl ergometrin thì do là cơ chế tác động lên thụ thể alpha của cơ tử cung gây co cơ, và ngoài ra thì còn có tác động lên lên tim mạch, làm tăng huyết áp và gây co thắt mô mạch, nên là chống chỉ định đối với những trường hợp tăng huyết áp hay là bệnh lý tim mạch. Tác dụng phụ đó là nôn ói, tăng huyết áp trong đường tim tĩnh mạch. Methyl prostaglandin F2-alpha thì chống chỉ định với những trường hợp là hen suyễn, bệnh lý tăng huyết áp, bệnh gan, bệnh phổi hay là bệnh lý tim mạch, tác dụng phụ buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, sốt, đau đầu, lạnh run, tăng huyết áp và co thắt phế quản. Nhóm thuốc misoprostol thì cũng hiếm gặp cái chống chỉ định. Tác dụng phụ thường gặp đó là buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, sốt và đau đầu. Theo cái lưu đồ của Hiệp hội Y khoa Anh Quốc thì đối với những cơ sở mà có các cá nhân y tế có tay nghề cao, có thể sử dụng được thuốc co hồi tử cung, dẫn tim có sẵn, hoặc là có sẵn cái dây chuyền chữ lạnh và vận chuyển và để trữ oxytocin có sẵn, chữ lạnh từ 6 đến 8 độ C thì ưu tiên sử dụng oxytocin 10 đơn vị tim bắp hoặc là tim tĩnh mạch. Còn nếu mà không có thì sẽ sử dụng những cái thuốc khác như là misoprostol, hay là gabapentin, rồi ergometrin, và hoặc là dùng kết hợp giữa oxytocin và ergometrin. Về việc sử dụng khuyến cáo sử dụng tranexamic acid theo phác đồ tự chủ thì acid tranexamic được sử dụng là tiêm tĩnh mạch sớm trong 3 giờ đầu sau sinh ở sản phụ được chẩn đoán băng huyết sau sinh. Liều là 1 g, tiêm tĩnh mạch chậm, lặp lại liều thứ hai nếu sau 30 phút mà bệnh nhân còn chảy máu, hoặc là chảy máu lại sau 24 giờ đầu sau sinh. Đây là cái sơ đồ mà xử trí băng huyết sau sinh nguyên phát thì mình đã nói ở trên rồi, các bạn có thể tham khảo theo cái sơ đồ này. Xử trí theo từng nguyên nhân. Thì nếu mà có dấu hiệu băng huyết sau sinh thì ta phải xem xét là nhau có bong không. Trên lâm sàng thì chúng ta có sẽ xem xét là nhau có bong tốt không. Nếu mà không thì theo nguyên nhân là bất thường về bong nhau và sổ nhau. Có 2 trường hợp đó là sốc nhau thì phải xử trí theo là truyền dịch tĩnh mạch ngay cho thuốc giảm đau, hoặc là và tiến hành kiểm soát tử cung, tim bắp oxytocin hoặc là methylcometrin, dùng kháng sinh toàn thân, theo dõi mạch huyết áp, chảy máu và co hồi tử cung, hồi sức truyền máu nếu thiếu máu cấp. Còn nếu nhau không bong thì nếu nếu chảy máu là tiến hành bóc nhau và kiểm soát tử cung, tiêm bắp oxytocin, xoay đáy tử cung, hồi sức chống choáng cho kháng sinh. Nếu mà nhau cài răng lược bán phần, chảy máu hoặc là nhau cài răng lược toàn phần thì phải cắt tử cung. Nếu chảy máu nhiều cần phải hồi sức chống choáng, truyền máu và phẫu thuật duy trì gò tử cung theo nguyên tắc chung. Nếu mà nhau bong tốt thì tiếp theo là chúng ta sẽ xem xét là tử cung có co hồi tốt hay không. Nếu mà tử cung co hồi không tốt thì ngoài phần xử trí chung còn có thể cần thêm là chằng bóng làm tử cung, phẫu thuật mai mũi peeling, hoặc là thắt động mạch tử cung, thắt động mạch hạ vị, cắt tử cung kết hợp vừa phẫu thuật vừa hồi sức truyền máu. Nếu mà tử cung mà có co hồi tốt rồi thì chúng ta xem xét cái nguyên nhân tiếp theo đó là chấn thương đường sinh dục. Là nếu mà có thì ngoài xử trí chung thì còn có thêm là khâu phục hồi đường sinh dục. Nếu bị tụ máu thì tùy theo vị trí, kích thước và sự tiến triển của khối máu tụ để có thái độ xử trí thích hợp. Nguyên tắc chung là phải phá khối máu tụ và khâu cầm máu kỹ, tránh tái phát, làm tại phòng mổ khi khối máu tụ to, sâu hoặc là ở vị trí khó kiểm soát. Cuối cùng đó là nguyên nhân rối loạn đông máu thì điều trị nội khoa bằng máu tươi là chính, các yếu tố đông máu và điều trị nguyên nhân. Nếu phải can thiệp phẫu thuật thì lưu ý là phải mở bụng mà đường dọc. Có các phương pháp để cầm máu, các thủ thuật để cầm máu trên lâm sàng như là xoa đáy tử cung thì đây được xem là phương pháp đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả cao.
Thì cách làm là xoa bóp bằng tay qua thành bụng đến khi máu ngừng chảy. Thì cái xoa đáy tử cung này không làm cải thiện tỷ lệ máu mất sau sinh, nhưng sẽ làm giảm cái nguy cơ sử dụng các thuốc co cơ. Thì hiện nay với các bác ô khuyến cáo là nên thực hiện ngay sau băng huyết sau sinh được chẩn đoán. Cái phương pháp thủ thuật thứ hai đó là chèn ép tử cung bằng hai tay. Thì cái phương pháp này chưa có nhiều nghiên cứu về nó, và khuyến cáo là nên thực hiện thủ thuật. Cái người thực hiện thủ thuật thì cần được tập huấn thành thạo, và thủ thuật là sẽ gây đau rất nhiều cho bệnh nhân, nên là hiện nay ít được khuyến cáo. Nếu mà xoa bóp tử cung hay là cho thuốc co hồi mà máu vẫn tiếp tục tiến triển, cái tình trạng chảy máu vẫn tiếp tục tiến triển, thì chúng ta xem xét tới cái thủ thuật tiếp theo, đó là chèn ép buồng tử cung. Chèn ép buồng tử cung bằng bóng thì sẽ gây tăng áp lực buồng tử cung, khi đó sẽ làm giảm lượng máu mất. Thì có những cái loại bóng để chèn vào, các ống để chèn vào như sau. Thì cái ống Santacane Blackmore thì khi mà đi ngoại tiêu hóa là sẽ thấy trong cái trường hợp mà tràn tĩnh mạch thực quản. Còn cái ống Barini thì rất là tốt trong trong cái băng huyết sau sinh, nhưng mà giá thành lại là rất là đắt, nên là trên lâm sàng thì mình nghĩ là sử dụng cái ống Foley nó rất là nhiều. Sử dụng cái chèn ép buồng tử cung bằng bóng thì cần được tập huấn kỹ. Khi mà đưa đưa cái ống vào trong buồng tử cung thì bơm nước vào trong cái ống này, bơm nước vào với kích thước phù hợp với buồng tử cung, thì được khuyến cáo là rút sau 24 giờ. Phương pháp thứ hai trong chèn ép buồng tử cung đó là chàng gạt. Thì dùng những cái túi mà có chứa nhiều gạt cuộn lại ép chặt vào buồng tử cung, tạo cái áp suất trực tiếp lên lên những cái hồ huyết hay là bề mặt chảy máu trong lòng tử cung. Thì nhược điểm của cái phương pháp này so với bóng chàng đó là không quan sát được lượng máu tiếp tục chảy ra từ buồng tử cung sau chàng, nên là chỉ sử dụng trong những cái trường hợp khẩn cấp, khi mà chưa kịp có những xử trí hay là đợi chờ những cái phương pháp tiếp theo hoặc là chuyển tuyến. Khâu ép tử cung thì nếu mà làm những cái thủ thuật trên mà không thì mà máu nó vẫn có tiếp tục tiến triển á, thì chuyển qua là phẫu thuật khâu ép tử cung. Thì cái phương pháp này thì rất là hiệu quả trong băng huyết sự sau sinh do đờ tử cung, nhưng là có những cái biến chứng như là hoại tử tử cung, ăn mòn ứ mủ tử cung, do cái chỉ khâu á, nó siết chặt cái đường cái siết chặt cơ tử cung. Thì trong cái phương pháp này thì dùng mũi khâu Bilin là hiệu quả, bao và ép chặt tử cung như là tương tự như là ép chặt tử cung bằng hai tay, nhưng mà với kỹ thuật dễ, an toàn và không ảnh hưởng đến cái thai kỳ tiếp theo. Thường dùng điều trị huyết sơ sinh do đờ tử cung không kiểm soát được, do nhau cài răng lược. Nếu mà sử dụng cái khâu ép tử cung mà không thành bằng mũi Bilin mà không thành công nữa, thì tâm dạ chúng ta sẽ xem xét với những cái phẫu thuật nó ghê gớm hơn, nó phát xít hơn, đó là cắt tử cung. Nếu mà thì cái cắt tử cung này là biện pháp cuối cùng nhằm cứu tình trạng mẹ, nhưng mà nó không có, nhưng mà có thể nghĩ tới cái phương pháp này đầu tiên trong những trường hợp mà bệnh nhân đã đủ số con hoặc là lớn tuổi. Đối với những bệnh nhân mà còn trẻ tuổi chưa đủ con thì có thể dùng là thuyên tắc mạch hoặc là thắt động mạch tử cung hoặc là thắt động mạch hạ vị. Thì cái cắt tử cung này chỉ có chỉ định tuyệt đối trong những trường hợp là nhau cài răng lược, còn tùy thuộc vào cái tổn thương tử cung như là đờ tử cung không hồi phục hay là vỡ tử cung thì chúng ta xem xét tới cái việc cắt tử cung này. Đây là cái bảng yếu tố nguy cơ và nguyên nhân chảy máu theo bộ theo Y tế Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới năm 2009. Thì như mình đã nói ở trên thì bạn có thể xem lại cái này nó cụ thể hơn. Biến chứng thì tùy thuộc vào mức độ mất máu và việc hồi sức, thì cầm máu có tích cực hay không thì sẽ gây nên các biến chứng như là thiếu máu. Thì đây là cái biến chứng thường gặp nhất. Nếu lượng máu sơ sinh mà mất đi nhiều thì gây giảm thể tích tuần hoàn, gây ra sốc. Nếu mà cái tình trạng này kéo dài có thể là gây suy đa cơ quan, suy thận hoặc là suy hô hấp.
mà cái lượng máu mất nhiều sẽ làm giảm cái lượng máu đến tuyến yên, sẽ gây hoại tử tuyến yên và gây ra các hội chứng Sihan. Cái hội chứng Sihan thì theo cái hình này các bạn có thể thấy là có những cái triệu chứng như là da xanh, suy giáp, là vô kinh, suy thượng thận. Khi mà có tình trạng băng huyết sau sinh thì cái lượng việc giảm lượng máu cơ thể thì sẽ ảnh hưởng tới cái việc lành vết thương, như là vết thương ở vết mai hậu sản hay là vết thương ở cơ tử cung lành kém sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm trùng hậu sản. Và cái biến chứng quan trọng quan trọng nhất đây là khi mà mất máu quá nhiều gây suy đa cơ quan thì không không cứu được nữa thì sẽ hiệu quả cuối cùng sẽ là tử vong mẹ. Thì băng huyết sau sinh là một trong những nguyên nhân gây tử vong mẹ cao, và nó có thể dự phòng được, nên là chúng ta nên tích cực dự phòng và tích cực can thiệp sớm nếu biết nếu và chẩn đoán sớm để giảm cái tỷ lệ biến chứng cho người mẹ. Thì có bằng những cách đó là quản lý thai ngán, phát hiện các trường hợp thai ngán có nguy cơ cao chảy máu sau đẻ như là đẻ nhiều lần, có vết mổ tử cung, hay là sử dụng thuốc tăng tử cung đúng chỉ định và với liều lượng, thực hiện các phẫu thuật thủ thuật sản khoa đúng chỉ định, đủ điều kiện và đúng kỹ thuật, và xử trí tích cực giai đoạn 3 của chuyển dạ. Dạ, phần trên đài của nhóm em là hết ạ, mà mong cô chỉnh sửa giùm tụi em với. Điện thoại cho con tí nha. Rồi, bài viết rất là đầy đủ, đúng không? Em báo cáo tên gì à? Dạ, Thủy cô. Thủy, à. Một nhóm làm hay là một mình em làm? Dạ, nhóm làm cô. Rồi, bài viết rất là đầy đủ và có rất là nhiều thông tin và cũng có nhiều cái thu thập được các cái kiến thức từ của A cấp và đến là của Thu, đúng không? Nhiều thì cô thấy là rất là đầy đủ rồi, so với bài của cô là còn nhiều hơn hơn cô nữa. Thì cái này thì mấy em học cái bài này thì rất là đầy đủ rồi, nhưng mà có một số cái cô sẽ nhấn mạnh thêm một số cái để cho mấy em có thể là mình nắm bắt cái bài này một cách nó dễ dàng hơn. Nhiều khi nếu như những em nào mà chú tâm soạn thì sẽ mình sẽ rất là dễ, nhưng mà những cái người em khác á, thì đọc hết cái bài này cho thuộc thì cũng không phải là đơn giản, đúng không? Rồi em cho lại những cái slide từ đầu. Cái này băng sau sinh này là mình thường xuyên gặp trên lâm sàng, đúng không? Mà đúng là cái nỗi mà ám ảnh của các bác sĩ sản khoa, tại vì là bệnh nhân nó trở bệnh rất là nhanh, bệnh nhân đang là rất là bình thường,
vừa mới sinh em bé xong thì bệnh nhân trở nặng ngay và máu nó ra rất là xối xả, giống như là một cái vòi nước vậy. Cho nên là nhiều khi là bác sĩ mà nhìn thấy máu, những lần những mà chưa quen là nhìn tới cái lượng máu mà nó chảy ra như vậy là mình cũng xăm xoàn chóng mặt theo bệnh nhân luôn. Thì những lúc này thì mình phải hết sức là bình tĩnh và gọi thêm một số người đến hỗ trợ mình và cùng nhau là cấp cứu và cùng nhau tìm ra nguyên nhân để mà xử trí. Thì hiện nay thì những cái trường hợp mà tử vong mẹ thì phần lớn là do băng huyết sơ sinh. Có một số ít là do tắc mạch ối. Thì những trường hợp mà tắc mạch ối thì đa số là không cứu được. 10 người mà tắc mạch ối thì đã 9 người là không cứu được rồi. Tuy nhiên thì băng huyết sơ sinh thì mình vẫn có thể là mình tiên lượng trước, mình có thể biết được những trường hợp nào có nguy cơ bị băng huyết sơ sinh, mình có thể dự phòng được. Và với những ở những mà những cái bệnh viện lớn, ví dụ như có đủ máu để truyền, thì với cộng với là những cái kỹ năng về cấp cứu rồi phẫu thuật thì vẫn có thể cứu được rất là nhiều bệnh nhân. Thì ở những cái tuyến dưới là bệnh nhân sẽ khó cứu hơn là vì không có máu để mà thay thế. Bởi vì có những cái trường hợp mà băng huyết sơ sinh ở bệnh viện mình á, là phải truyền đến hơn 20 đơn vị máu, rất là nhiều, rất là khủng khiếp. Cho nên là vấn đề là bây giờ mình phải là tiên lượng được và phải nắm được những cái trường hợp mà thai nghén nguy cơ cao thì phải tư vấn cho bệnh nhân sinh đẻ ở những bệnh viện tuyến trên. Thì một số những cái yếu tố làm dễ những nguy cơ mà gây băng huyết sơ sinh thì men phải nắm. Thứ nhất là mẹ lớn tuổi này, rồi sinh nhiều lần, có vết mổ cũ, tức là những lần trước là mổ lấy thai hoặc là mổ bóc nhân xơ tử cung, rồi những trường hợp mà con to này, hoặc là đa thai này, đa ối này, những trường hợp mà bệnh nhân đã có cái cơ địa là thiếu máu sẵn rồi, suy dinh dưỡng. Thì những trường hợp đó thì nên phải tư vấn cho bệnh nhân sinh đẻ ở những cái bệnh viện tuyến thành phố, tuyến tỉnh. Thì theo định nghĩa thì băng huyết sơ sinh là men biết rồi, khi mà lượng máu nó mắc trên 500 ml ở đường sinh dục thì mình sẽ chia ra làm băng huyết sơ sinh nguyên phát và thứ phát. Thì nguyên phát là trong 24 giờ sau sinh, và thứ phát là sau 24 giờ đến 12 tuần sau sinh. Thì bình thường á, ở người bình thường là như vậy. Tuy nhiên ở những người mà họ trước đây họ đã thiếu máu sẵn rồi á, thì mình không phải là lấy mốc là 500 ml máu nữa, mà cái mốc có thể là thấp hơn. Như vậy thì có một cái định nghĩa là băng huyết sơ sinh là khi mắc một số lượng máu nhất định, có thể là dưới 500 ml, nhưng mà đã ảnh hưởng đến những mạch, huyết áp và toàn trạng của bệnh nhân thì cũng gọi là băng huyết sơ sinh. Ví dụ như là những người trước đây họ đã thiếu máu sẵn, người họ là suy dinh dưỡng rồi, thì bây giờ chỉ cần mắc khoảng 300 ml máu chẳng hạn thì đã có hiện tượng là tiền choán mạch nhanh, huyết áp hạ, thì như vậy cũng được xếp vào là băng huyết sơ sinh. Cái này thì ở miền Nam thì gọi là băng huyết sơ sinh, còn ở miền Bắc thì họ lại nói là chảy máu sau đẻ, thì cũng giống nhau nha. Thì đứng trước những cái trường hợp mà có những cái yếu tố thuận lợi, yếu tố nguy cơ mà như nãy cô kể, thì mà đến khi sinh á, thì đến cái giai đoạn mà nếu mà có chỉ định đi mổ đẻ thì không nói, nhưng mà nếu mà mình theo dõi đẻ thường á, thì khi mà cổ tử cung mở khoảng 8-9 phân, bệnh nhân gần rặng đẻ thì mình phải thiết lập cái đường truyền tĩnh mạch trước. Đó, phải có chuẩn bị 1-2 cái đường ven trước để mà bệnh nhân sinh xong thì mình phải chủ động dùng oxytocin và một số thuốc tăng go ngay lập tức trước đó, chứ không phải là đợi đến khi mà họ chảy máu ồ ạt thì mình mới thiết lập đường truyền và mình dùng đến thuốc tăng go. Như vậy là nó chậm rồi, đúng không? Là phải làm trước đó. Và những cái ca như thế này thì nữ hộ sinh phải mời
mời bác sĩ, một hai bác sĩ đứng đứng sẵn đó mà xử trí cho kịp thời. Đó là cái vấn đề mà mình tiên lượng cuộc đã, để mà mình có cái phòng bệnh, mình hướng mình xử trí thì nó mới kịp thời được. Chuẩn bị sẵn các thuốc không? Thì về nguyên nhân thì mấy em rõ rồi đúng không? Có bốn nguyên nhân chính là bốn chữ T đó, tức là đờ tử cung nè, thứ hai là do nhau, thứ ba là do chấn thương đường đường sinh dục, và cái thứ tư là do rối loạn đông đông chảy máu. Thì cái đờ tử cung này thì mình cũng dễ dàng chẩn đoán thôi, tức là sau khi sinh mình đã lấy nhau ra rồi và tử cung nó không go thành cái khối khối an toàn, nó rất là mềm, nhiều khi không khó xác định được đấy đấy tử cung. Tử cung nó mềm lắm và mình thấy máu ra dưới âm đạo rất rất là nhiều, máu loãng cộng với là máu máu đông. Cái này thì mấy em đi là Y4 cũng biết rồi, sau khi sinh thì mình sẽ sờ được cái khối khối an toàn ở tử cung, và lúc đó là thường là đáy tử cung ở ở ngang rốn đúng không? Còn những trường hợp đờ tử cung thì nó cái đáy tử cung nó sẽ nằm nằm ở trên trên rốn. Có nhiều trường hợp nó rất là mềm, thì mình hay nói nôm na là mềm như cái mền rách. Thì còn đối với những trường hợp mà do chấn thương đường sinh dục thì trong đó mình hay gặp nhất là rách rách bằng sinh môn, rách âm đạo, rách cổ tử cung, từ từ đơn giản cho đến đến phức tạp. Và vỡ tử cung sau sinh thì cũng xếp vào cái chấn thương đường sinh dục. Một số trường hợp là rách rách cổ tử cung nhưng mà nó lan lên đến đoạn dưới của tử cung thì cũng gọi là vỡ tử cung. Một số trường hợp thì chấn thương đường sinh dục á, mà máu nó chảy ra bên ngoài, thì những trường hợp này á, dễ chẩn đoán hơn là những trường hợp cũng chấn thương đường sinh dục nhưng mà mặt trên thì mình không thấy tổn thương nhưng mà ở phía dưới có tổn thương và nó sẽ tạo thành thành khối máu tụ. Thì những trường hợp khối máu tụ thì việc chẩn đoán ban đầu nó rất là khó, mà nếu như mình không phát hiện kịp thời và xử trí kịp thời thì cái khối máu tụ này nó to rất rất là nhanh và nó sẽ làm phá vỡ hết cái cấu trúc giải phẫu ở cái vùng này, vùng âm đạo tầng sinh môn này, và đến khi mà mình xử trí thì nó rất là khó khăn. Thì xử trí một cái ca mà rách tầng sinh môn, rách âm đạo, rách cổ tử cung thì nó khó hơn cả là một cái ca mà đi mổ đẻ, nhưng mà nó còn dễ hơn là cái ca mà có bị máu khối máu tụ đường âm đạo. Trong cuộc đời bác sĩ sản là sợ nhất là phải xử trí những cái mà khối máu tụ đường âm đạo, nó rất là khó vì là nó mình lúc đó là nó không còn cái cấu trúc giải phẫu như bình thường nữa, máu thì nó vẫn phun ra liên tục. Và việc tìm được cái mạch máu mà tổn thương để mà mai phục hồi nó rất là khó khăn. Đó, mà thêm nữa là cái phẫu trường nó rất là chặt hẹp. Ví dụ như là mình xử trí trong ổ bụng thì nó rộng rãi, nhưng mà mình xử trí ở trong âm đạo thì cái phẫu trường nó rất là chặt chội. Khi đưa kim chỉ vào mai nó rất là khó khăn. Đó. Những trường hợp này đều phải đưa bệnh nhân sang phòng mổ để cho mà bác sĩ gây mê hồi sức á, họ tiền mê, họ giảm đau. Và họ làm dùng những cái thuốc để làm mềm cái tổ chức ở phía dưới để cho mình đặt cái van vào, mình bộc lộ cái phẫu trường cho nó rõ ràng thì mình mới may vá nó mới hiệu quả được chứ. Có nhiều trường hợp mà mình may không khéo á, thì nó sẽ làm tổn thương cái vách trực tràng âm đạo đó. Nhiều khi là cái mũi chỉ của mình á, mình may xuống trực tràng luôn, như vậy thì sau này nó rất dễ gây nhiễm trùng và gây dò một cái đường dò từ trực tràng vào âm đạo rất là nguy hiểm, tăng cái nguy cơ nhiễm trùng.
cái vấn đề là lý thuyết là em Thủy thì trình bày rất là rõ rồi, tức là ví dụ như là đờ từ cung thì mình phải làm, xử trí là cái gì, rách thì mình làm cái gì, rồi sót nhau thì mình làm cái gì, vân vân, thì rất là đúng. Tuy nhiên trong thực tế thì mình phải rất là nhanh nhẹn, trong một thời gian rất là ngắn, vừa phải hồi sức, vừa phải tìm cái nguyên nhân để xử trí, thì vấn đề đặt ra là mình làm cái gì trước, cái gì sau để mà tìm nguyên nhân. Thì theo kinh nghiệm á, thì cô thấy thế này, ngay khi mà đối với những trường hợp mà có khi mà siêu âm mà mình đã biết được là bệnh nhân bị nhau bấm thấp hoặc là bị nhau cài răng lược, thì những trường hợp đó thì đã có chỉ định mổ đẻ rồi thì mình không nói. Nhưng mà những cái trường hợp mà mình tiên lượng đã được đường âm đạo thì ngay lập tức sau khi em bé ra, thì bây giờ em bé ra thì không có cái thời gian mà chờ đợi cho bánh nhau ra, rồi khi nào nhau không ra thì mình mới lấy nhau bằng tay, thì như vậy cái đó là đã cũ rồi, đúng không? Thì bây giờ thì ngay sau em bé ra thì mình đã xử trí tích cực giai đoạn 3 rồi, tức là mình sẽ tiêm hai ống oxytocin, tức là 10 đơn vị oxytocin tiêm bắp rồi, và ngay lập tức mình sẽ đưa tay vào trong trong buồng tử cung. Quên, xin lỗi, ngay lập tức thì mình sẽ kéo kéo dây rốn có kiểm soát để mình lấy bánh nhau ra, đúng không? Rồi sau đó là mình sẽ xoa đáy tử cung 15 phút tới 30 phút một lần trong vòng vòng 2 giờ. Cái đó là những cái bước của xử trí tích cực giai đoạn 3. Thì kéo dây rốn có kiểm soát là như thế nào thì mấy em biết rồi, một tay là mình cầm dây rốn. Nhớ lại, tay phải mình cầm dây rốn, mình kéo xuống phía dưới. Còn tay trái thì mình sẽ để lên xương mu, lên cái vùng trên xương mu, và mình sẽ đẩy đáy tử cung về phía rốn, với mục đích để khi mình kéo thì cái bánh nhau nó ra, nó không có làm kéo theo cái đáy tử cung, nó sẽ gây ra cái hiện tượng là lộn tử cung, bệnh nhân rất là đau và có thể là gây chảy máu đó. Như vậy là phải kéo dây rốn có kiểm soát đó. Đối với những trường hợp mà mình kéo dây rốn có kiểm soát như vậy nhưng mà mình cảm thấy nó khó khăn, nó không ra, thì mình cũng không nên cố gắng, vì nếu cố gắng thì mình sẽ làm đứt cái dây rốn, nó gây văng máu ra rất là nguy hiểm. Thì những trường hợp khó đó, đưa tay vào buồng tử cung, mình lấy bánh nhau nhân tạo luôn, và sau đó thì mình sẽ xót buồng tử cung luôn. Thì mình làm cái động tác nó rất là nhanh để đảm bảo cho là bánh nhau nó ra nhanh chóng, và tử cung nó gọn thành thành cái khối an toàn, thì như vậy thì nó sẽ không gây chảy máu. Còn trường hợp nữa mà mình đưa bàn tay vào mình lấy bánh nhau nhưng mà bánh nhau vẫn không ra được do bám quá chặt đó, thì những trường hợp đó là có thể là do nhau cài răng lược một phần chẳng hạn, thì những trường hợp này mình phải đưa xuống phòng mổ để mình dưới tác dụng của thuốc giảm đau, của thuốc làm mềm cơ tử cung, thì mình lấy có được không? Trường hợp mà khó khăn nữa thì đành phải là phẫu thuật, đúng không? Rồi sau khi mà mình lấy được bánh nhau ra rồi mà máu vẫn còn ra nhiều, thì mình sẽ xử trí theo như là đờ tử cung. Mình sẽ cho tiêm bắp oxytocin nè, truyền oxytocin tĩnh mạch này, tức là mình cho khoảng từ 4 đến 8 ống vào một chai truyền cho dịch chảy nhanh. Rồi những trường hợp mà không chống chỉ định với methadrin thì mình sẽ tiêm methadrin. Mình sẽ cho thuốc go tử cung, là cái thuốc rất là tốt mà đắt tiền, duratocin, cho một ống tiêm tĩnh mạch, và sẽ dùng misoprostol từ 3 đến 5 viên để nhét hậu môn. Và cái động tác rất là quan trọng đó là xoa đáy tử cung bằng tay, xoa liên tục đó. Thì với những cái xử trí như vậy mà tử cung go tốt, máu âm đạo không ra nữa, chứng tỏ là bà này bị băng huyết sau sinh, mình đã do đờ tử cung và mình đã xử trí bằng nội khoa là tạm ổn rồi. Tuy nhiên những trường hợp nào sau khi mình đã dùng thuốc
tử cung go thành một cái khối an toàn rồi, nhưng mà máu vẫn tiếp tục chảy ra. Như vậy có nghĩa là cái ra máu này không phải là do đờ tử cung nữa, mà có thể là do rách đường sinh dục. Thì mình sẽ tiến hành kiểm tra cổ tử cung và âm đạo. Thì cái cách kiểm tra cổ tử cung và âm đạo thì cái này phải đi lâm sàng thì em thấy được. Không có cái bộ dụng cụ để kiểm tra. Thì nếu mà mình phát hiện ra rách cổ tử cung và âm đạo thì mình sẽ may phục hồi. Còn trường hợp mà kiểm tra bánh nhau, phát hiện thấy thiếu nhau thì mình cũng phải xót buồng tử cung bằng tay và lấy cho hết nhau và màng nhau ở trong buồng tử cung ra. Và thường những trường hợp này nó có máu cục ở trong 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 buồng tử cung rất là nhiều, mình sẽ lấy hết máu cục ra. Nếu mà mình không lấy ra được thì tử cung nó cũng không thể go được. Một số trường hợp mà thai nhỏ, ví dụ như là thai 22 tuần, 30 tuần chẳng hạn, mà những trường hợp mà sinh non á, thì những trường hợp này thì nó hay gây cái tình trạng sốc nhau, gây băng huyết sơ sinh. Thì những trường hợp này do cái thai nó còn nhỏ thì cái buồng tử cung nó không có đủ lớn để mình đưa cái bàn tay vào mình lấy được nhau hoặc là máu cục được, thì lúc đó mình phải làm một cái thủ thuật gọi là nạo buồng tử cung bằng dụng cụ. Lúc đó có một cái thìa rất là lớn, gọi là cái thìa voi đó. Mấy em đi lâm sàng không biết đã thấy cái thìa voi cho nó rất là lớn, và mình sẽ đưa vào buồng tử cung để mà mình lấy hết cái nhau, màng nhau cũng như là máu cục ra. Còn những trường hợp mà bị sau khi mình đã xử trí nè, đờ tử cung rồi, mình đã làm sạch buồng tử cung rồi và mình đã kiểm tra không có tổn thương cổ tử cung âm đạo nhưng mà máu vẫn tiếp tục ra, thì mình phải xem chừng là có bị rối loạn đông chảy máu hay không. Thì những trường hợp mà rối loạn đông chảy máu có những yếu tố nguy cơ, ví dụ như là ở những bệnh nhân mà trước đó đã có những cái bệnh về máu, hoặc là những bệnh nhân hiện tại đang bị là viêm gan cấp chẳng hạn, hoặc là sốt xuất huyết, hay là những bệnh nhân bị nhau bông non hoặc là thai lưu, thì những trường hợp này là dễ có cái nguy cơ là bị rối loạn đông chảy máu. Còn ngoài ra, đối với trường hợp mà mình đã xử trí một cái đờ tử cung rất là tích cực bằng nội khoa nhưng mà tử cung vẫn mềm nhão, máu tiếp tục ra và ảnh hưởng đến mạch huyết áp của bệnh nhân, có nghĩa là bệnh nhân đã bị đờ tử cung thất bại đối với các thuốc làm co tử cung, thì bây giờ tính như thế nào? Thì đó là cái cạnh như vậy. Thì với những cái trường hợp mà không đáp đờ tử cung mà không đáp ứng với điều trị nội khoa, thì đối với những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi mà có đủ con rồi thì nó rất là đơn giản, thì phẫu thuật, cái vấn đề phẫu thuật thì sẽ được đặt ra ngay lập tức, đúng không? Thì những trường hợp này mình có thể tiến hành ngay là cắt tử cung bán phần. Tuy nhiên ở những người con so thì như thế nào, mình không thể là mình cắt tử cung liền của họ được. Thì đứng trước những trường hợp này thật là nan giải, đúng không? Ví dụ như là mình cắt tử cung họ sớm quá thì sau này mình lại hối hận ăn năn là vì sao mà mình chưa xử trí đến nơi đến chốn mà mình cắt, họ còn muốn đẻ nữa. Nhưng mà nếu mà mình làm chậm quá thì lại ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Nếu như mà mình cắt
mình xử lý chậm thì đến một lúc nào đó máu nó ra nhiều, bệnh nhân sẽ bị rối loạn đông chảy máu, thì đến lúc đó thì mình có cắt tử cung đi nữa thì máu vẫn tiếp tục ra và bệnh nhân có thể là tử vong. Cho nên là cái vấn đề mà đờ tử cung ở những người con so thì rất là khó khăn trong việc xử trí. Thì mình sẽ, nếu mà dùng thuốc không đáp ứng thì mình sẽ phẫu thuật. Thì vấn đề là trước khi đặt vấn đề cắt tử cung hay không thì có một số cái phương pháp mà mình có thể sử dụng trước. Đó là mình có thể thắt động mạch tử cung buồng trứng, thắt động mạch hạ vị, hoặc là may bộ milling. Tuy nhiên trong thực tế ở bệnh viện mình thì đa số những cái trường hợp này cũng cố gắng làm đó, nhưng mà sau đó thì đều thất bại. Và đều thất bại mà mình cũng lo lắng cho tính mạng của bệnh nhân nữa, dẫn đến cái việc là mình cắt tử cung ở những cái bệnh nhân mặc dù là họ con so, để mà cố gắng cứu được tính mạng của bệnh nhân. Thì có thể là mình xử trí nó hơi sớm đó, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Còn lại những cái mà thủ thuật mà như Thủy đưa ra thì trong sách vở họ nói rất là nhiều, nhưng mà trên thực tế ở mình á thì chưa làm bao giờ. Đó, cái thứ nhất là cái ép tử cung bằng tay nên mình cũng không làm, rồi chàng bấm nên mình cũng chưa bao giờ làm, còn nhát gạt vô buồng tử cung cũng không làm. Thì ở một số cái hội nghị sản phụ khoa ở những cái bệnh viện ở Nha Trang, ở bệnh viện hình như là ở Nha Trang này nọ gì đó, thì cũng có báo cáo là họ dùng cái bóng chàng này và cũng có thể có hiệu quả tốt. Hoặc là như ở bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn, đối với những trường hợp mà khi mà siêu âm là lao nhau cài răng lược chẳng hạn, thì họ dự tiên lượng là sẽ mất máu rất là nhiều, thì họ sẽ dùng phương pháp nút mạch, giống như là nút mạch ở trong u sơ tử cung vậy đó. Họ nút mạch, nút hai cái động mạch tử cung để giảm lượng máu đến, rồi sau đó họ mới tiến hành phẫu thuật. Nhưng mà ở mình thì cũng chưa bao giờ làm những cái kỹ thuật này. Hay là như Thủy có nói là theo như là trong cái phác đồ của Từ Vũ á, họ dùng cái thuốc mà tranexamic acid này, thì ở bệnh viện mình cũng chưa thấy bao giờ làm. Thì cũng không biết là cái hiệu quả như thế nào. Thì cách đây mấy năm cô có làm cái đề tài về chuyên khoa 2 là làm về băng huyết sau sinh á. Thì lúc đó làm hình như trong vòng 2-3 năm gì đó mà cũng có 6-70 ca băng huyết sau sinh như thế này. Bệnh nhân rất là nặng nề. Tuy nhiên thì trong cái nhóm mình nghiên cứu thì không có ai tử vong hết. Thì nhưng mà đáng buồn là cái tỷ lệ cắt tử cung trong cái nhóm băng huyết sau sinh giao đờ tử cung này cao quá. Hình như là lên đến 2/3 trường hợp phải cắt tử cung. Thì sau đó thì cái số liệu này đem ra Huế để báo cáo thì mấy thầy họ cũng ngạc nhiên là họ thấy là sao bệnh viện mình cái tỷ lệ cắt tử cung nó cao quá. Nói chung là họ cũng hơi phê bình đó, là mình sao mà mình không cố gắng giữ tử cung cho bệnh nhân đó. Thì quay trở lại về mình xem lại cái nghiên cứu của mình đó, thì đấy đúng là những trường hợp của mình nó quá nặng rồi. Bệnh viện mình là bệnh viện tuyến dưới. Trong số những cái ca mà này á, thì hơn một nửa là từ tuyến dưới chuyển lên rồi. Mà những trường hợp mà băng huyết sau sinh mà từ tuyến dưới chuyển lên là mấy em biết rồi. Thường bệnh nhân đấy với mình là đã ở giai đoạn choáng rồi, choáng nặng rồi. Có những trường hợp là mạch huyết áp rất là tệ. Lúc đó là chỉ là khi mà nhận được những ca này là chuyển thẳng lên phòng mổ, và vừa hồi sức là vừa cắt tử cung ngay, chứ cũng không có thời gian mà để mà điều trị nội nữa. Lúc đó chỉ có một con đường duy nhất là cứu bệnh nhân, hồi sức và cắt tử cung. Đấy. Cho nên nó dẫn đến một cái tỷ lệ là cắt tử cung nó hơi cao. Nhưng mà thực tế là phải chấp nhận thôi, đúng không? Nhưng mà cũng may mắn là trong số những trường hợp như vậy thì cũng không có cái ca nào
là tử vong là may mắn rồi. Còn lại thì một số biến chứng của băng huyết sơ sinh như Thủy đã trình bày thì cũng tương đối đầy đủ rồi. Mình quan ngại nhất đó là cái hội chứng Sehan, làm cho bệnh nhân sẽ sau này sẽ bị người nó rất là tiều tụy, gầy gò rồi giảm sức sống, không có kinh đó. Thì như vậy là rất là nặng nề cho bệnh nhân cả một cái cuộc đời ở phía sau. Bây giờ mình sẽ nói sang cái phần mà băng huyết sau sinh mà thứ phát một chút, tức là băng huyết sau sinh muộn á. Thì băng huyết sau sinh muộn này á là thường gặp ở những cái trường hợp là bị sốc nhau, khi mà sốc nhau cộng với nhiễm trùng thì nó sẽ gây một cái tình trạng là ra máu rỉ rả kéo dài, và đến một lúc là bệnh nhân sẽ thiếu máu, và cộng với lại gây nên một cái tình trạng là đờ tử cung thứ phát. Thì lúc đó thì tử cung nó lại go yếu thì nó lại làm chảy máu thì dễ bị nhiễm trùng, mà nhiễm trùng thì dễ, khi mà nhiễm trùng ở những cái mạch máu á, thì những cái mạch máu nó sẽ bị tổn thương và gây chảy máu, cho nên nó sẽ tạo thành một cái vòng luẩn quẩn. Và trong cái băng huyết sau sinh mà thứ phát á, là mình hay gặp những cái khối máu tụ. Tại vì những cái khối máu tụ thường là nó phải có một cái thời gian chảy máu âm ỉ rỉ rả, thì nó sẽ tạo thành một cái khối máu tụ ở trong âm đạo. Thì thường là bệnh nhân sinh ngày thứ nhất thì rất là ổn, nhưng mà qua ngày thứ hai thì lúc đó thì bệnh nhân mới lại biểu hiện cái tình trạng là thiếu máu, mệt mỏi và cảm giác là móc rặn. Thì lúc đó mình khám xét thì mình sẽ phát hiện ra một cái khối máu tụ. Như vậy là nó gây nên một cái, và những cái trường hợp khối máu tụ này nó làm cho một cái tình trạng mất máu, nó lại dẫn đến một cái đờ tử cung thứ phát. Và lúc đó bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu là do vừa đờ tử cung thiếu phát và vừa mất máu trong cái khối máu tụ. Còn đối với những trường hợp mà mổ đẻ thì có thể gây một cái tình trạng là băng huyết sau sinh sớm hoặc là băng huyết sau sinh muộn, nhưng mà không phải là máu nó chảy ra ngoài, mà là máu chảy vào trong ổ bụng. Thì cái này là đa số là do tai biến, tức là do bác sĩ gây ra. Cái này là gọi là sự cố y khoa này. Ví dụ như là một trường hợp phẫu thuật mổ đẻ chẳng hạn, nhưng mà do bác sĩ khi mà may tử cung lại thì không có may kỹ, để lại một số mạch máu, hoặc là thậm chí như những cái động mạch tử cung hai bên chẳng hạn mà mình không cầm máu tốt, và sau đó mình đóng bụng lại, thì sau đó máu tiếp tục nó sẽ ra, và nó sẽ ra chảy vào trong ổ bụng. Khi máu chảy vào trong ổ bụng với một số lượng tương đối nhiều thì nó lại làm nên một cái tình trạng là đờ tử cung thứ phát, và máu lại chảy ra xuống âm đạo. Thì những trường hợp này bệnh nhân vừa mắc máu trong ổ bụng và vừa mắc máu chảy ra ngoài âm đạo với một số lượng rất là lớn thì ảnh hưởng đến mạch huyết áp. Lúc đó bệnh nhân có biểu hiện tiền đoán hoặc đoán thì mới cho bệnh nhân siêu âm, thì phát hiện ra dịch trong ổ bụng rất là nhiều, đó là hội chứng chảy máu trong. Thì cái này là những trường hợp mà tai biến, sự cố y khoa mà do bác sĩ gây nên, chứ không phải là bệnh lý của bệnh nhân. Còn thêm một trường hợp nữa là những bệnh nhân sau khi mổ đẻ nằm viện một tuần, ổn định cho về, thì tầm khoảng là nửa tháng hoặc là thậm chí một tháng sau, bệnh nhân lại vào viện với một tình trạng là ra máu âm đạo ồ ạt. Có thể cộng với lại
một tình trạng có máu trong ổ bụng nữa, thì những trường hợp này là cũng do tai biến sản khoa, đó là những cái sự cố y khoa. Tức là khi phẫu thuật thì do bác sĩ khi mà cầm máu ở hai góc chỗ động mạch tử cung không kỹ, và sau này cộng với một cái tình trạng nhiễm trùng hậu sản chẳng hạn, thì nó sẽ làm hoại tử những cái góc, hai cái góc hai bên, và nó sẽ làm tổn thương cái động mạch tử cung, dẫn đến là máu nó chảy dữ dội vào tử cung và ra đường âm đạo, cộng với là máu nó chảy vào trong ổ bụng. Thì mình cái trường hợp này thì cũng hay gặp. Nói chung thì vài ba tháng cũng có gặp một ca là thường. Thường những cái ca này là do phẫu thuật ở tuyến dưới và sau đó là về gây chảy máu dữ dội và chuyển vào bệnh mình. Nếu như mà có kinh nghiệm thì những trường hợp này có kinh nghiệm là chắc chắn là đây là một trường hợp băng huyết sau sinh muộn mà do nhiễm trùng. Thì những trường hợp này cũng để cứu bệnh nhân thì cũng cần phải phẫu thuật khẩn trương. Và đa số những cái trường hợp này cũng bệnh nhân cũng bị cắt tử cung. Ngay cả là những trường hợp con sao. Vì cái tình trạng nhiễm trùng mà tổn thương động mạch như thế này thì không thể bảo toàn tử cung được. Để cứu được tính mạng của bệnh nhân cũng phải trả giá một cái giá là phải cắt tử cung. Đó là những cái trường hợp mà băng huyết sau sinh muộn là nó sẽ xảy ra những cái tình huống như là như vậy nha. Thì tóm lại qua cái bài này á, thì những cái thông tin, những cái kiến thức của bạn Thủy đưa ra là hoàn toàn đúng. Bạn cũng thu thập rất là nhiều thông tin từ các phác đồ của Bệnh viện Từ Dũ cũng như là của Tổ chức Y tế Thế giới vân vân. Tuy nhiên thì một số ý chính là cô nói với mấy em đó, thì quan trọng nhất là vấn đề là mình nhìn nhận, mình tiên lượng đó. Khi một bệnh nhân đến với mình thì mình tiên lượng có những yếu tố nguy cơ gì hay không, để mà đến cái giai đoạn sinh thì mình phải dự phòng trước đó. Về dự phòng bằng nguồn lực này, thuốc men này, rồi vân vân. Cái thứ hai là khi đã xảy ra cái tình trạng băng huyết sau sinh thì vấn đề đầu tiên là phải xác định được tử cung có đờ tử cung hay không, và mình xử trí như một cái đờ tử cung trước cho đến khi là tử cung go hồi tốt thì mình sẽ tiếp tục xem thử còn chảy máu hay không. Nếu tử cung go hồi tốt hết chảy máu là yên tâm, tử cung go hồi tốt còn chảy máu là tiếp tục tìm những nguyên nhân khác để xử trí. Còn trường hợp là xử trí đờ tử cung nhưng mà tử cung vẫn không go, máu âm đạo vẫn ra nhiều thì phải tính đến chuyện là phẫu thuật. Đó. Cái ý của cô nói là như vậy để cho mấy em khi mà đi lâm sàng, nếu như mà các em làm bác sĩ sản khoa thì mình phải nhanh chóng phán đoán để mà tìm nguyên nhân, xử trí cho nhanh nha. Cố gắng là mình không được để sót những cái trường hợp mà rách cổ tử cung âm đạo. Mình cứ điều trị như một cái đờ tử cung nhưng mà mình bỏ sót cái rách cổ tử cung âm đạo thì máu vẫn tiếp tục chảy, chứ không bao giờ ngừng được. Rất là quan trọng. Từ khi mà có cái thuốc mà duratoxin á, thì tức là carbo đây nè, thì nó rất là đỡ cho cái việc mà xử trí đờ tử cung. Hồi trước á, thì chỉ có oxytocin với lại methadrin thôi, còn bây giờ thì có duratoxin. Thì ngay cả những cái trường hợp mà mình sinh, những trường hợp mà em bé lớn chẳng hạn hơn 4.000 gram này, rồi sinh đôi này đó, thì những trường hợp này, hay là ở những trường hợp mà bệnh nhân tiền sản sinh giật chẳng hạn,
Thì những trường hợp này khi mà sinh xong thì họ cũng dùng luôn một liều để mà dự dự phòng đờ tử cung luôn. Còn đặt misoprostol âm đạo một người 3 viên thì nó trở thành thường quy rồi ở tất cả những bệnh nhân sau khi sinh xong, sau khi xử trí tích cực giai đoạn 3 đều được được nhắc 3 viên ở ở hậu môn. Cái này thì trở thành thường quy rồi. Rồi mấy em xem thử còn ý chi mà chưa rõ không? Vấn đề là chăm sóc hậu sản á, thì những ngày mà chăm sóc hậu sản ở bệnh viện á, thì mấy em phải theo dõi cái go tử cung chưa? Bình thường thì mỗi một ngày thì tử cung nó phải giảm, ít nhất là giảm xuống 1 tới 2 cm và nó tạo thành một cái khối an toàn. Và cái sản dịch thì nó vừa phải. Những trường hợp nào mà mình đi khám lâm sàng mà mình thấy bệnh nhân xanh xao, mệt mỏi thì mình phải khám sát kỹ thử là cái tình trạng thiếu máu của họ như thế nào, có thể cho làm thêm công thức máu để đánh giá thêm và khám sự go hồi tử cung. Tại vì để mà phát hiện sớm những trường hợp mà đờ tử cung thứ phát nha. Hoặc là nếu mà bệnh nhân mà có than phiền mà mốc rặn thì mình phải khám sát âm đạo ngay để mà phát hiện sớm những trường hợp tụ máu, khối máu tụ trong âm đạo nha. Thì vấn đề làm sao là mình phải trong cái việc chăm sóc hậu sản á, vấn đề làm sao là mình mọi cái mình đều phải phát hiện sớm. Ví dụ là mình phải phát hiện sớm nhiễm trùng hậu sản này, rồi phát hiện sớm băng huyết sau sinh muộn này, để làm sao, mục đích chính là để mà giữ được tử cung cho bệnh nhân. Nếu như mà mình phát hiện trễ, ví dụ như là nhiễm trùng hậu sản mà mình phát hiện trễ thì dẫn đến một cái nhiễm trùng tử cung, rồi nhiễm trùng bạn em mới học cô Nga đó, nhiễm trùng viêm phúc mạc tiểu không, rồi nhiễm trùng huyết, thì đến lúc đó là không cứu được cái tử cung của bệnh nhân, phải cắt thì rất là tội, đúng không? Hay là những trường hợp mà băng huyết sau sinh muộn cũng vậy, nếu mà mình phát hiện không kịp thời đó, để dẫn đến một cái tình trạng nhiễm trùng, hoặc là những cái khối máu tụ nó phát triển âm thầm, nó đến lúc mà nó lớn quá thì mình không thể cứu được cái tử cung thì rất là ân hận. Cho nên là vấn đề phải theo dõi sát là như vậy. Cái biểu hiện đầu tiên ở những cái bệnh nhân này đó là phải theo dõi nhiệt độ hàng ngày, theo dõi sự go hồi tử cung hàng ngày đó, theo dõi sản dịch. Và cái nhạy của mình á, khi mà mình nhìn bệnh nhân á, là mình cũng phán đoán được nhiều vấn đề rồi. Ví dụ như là mình nhìn bệnh nhân mà mình thấy họ vẫn chăm sóc con bình thường, họ vẫn nói chuyện vui vẻ, họ ngồi ăn uống bình thường đó, thì những trường hợp đó thì mình không có lo. Nhưng mà những trường hợp mà họ da xanh xao, nằm rất là mệt mỏi, không thể nào chăm con được, vân vân, những trường hợp đó mình phải khám xét cho kỹ và tìm nguyên nhân nha. Hôm nay chỉ có 86 em, như vậy vắng tới 15-16 em. Thì đi đâu không học? Mấy em lớp trưởng xem lại bạn nào.